Chào mừng anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ có một video ngắn đánh giá phân tích chi tiết những thông tin, những lưu ý quan trọng cũng như là tìm ra những mã cổ phiếu, những nhóm ngành tiềm năng để từ đó chị mình có thể dễ dàng hình dung được xu hướng tiếp theo, có một chiến lược giao dịch phù hợp, một kế hoạch mua bán hiệu quả sao cho mục đích cuối cùng vẫn là tối ưu được lợi nhuận cũng như là giảm bớt những cái rủi ro trên thị trường ở giai đoạn hiện tại. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây mình đăng ký kênh, subscribe kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích thị trường. Khả năng thì giai đoạn sau Tết em sẽ bắt đầu livestream lại và khung giờ này em sẽ thông báo với anh chị sau ha. Và mọi người thấy video hữu ích thì nhớ tặng cho em một like để giúp video được đề xuất và lan tỏa tốt hơn. Thì những nút like, những nút đăng ký kênh của anh chị chính là cái sự hỗ trợ rất lớn về mặt tinh thần để em ngày một phát triển kênh tốt hơn, cải thiện chất lượng tư vấn để hỗ trợ mọi người giao dịch thật là hiệu quả. Và trong phiên thì em cũng sẽ có một cái cộng đồng tư vấn như thế này. Thì đây là một nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí nên em chia sẻ những thông tin đánh giá về thị trường cũng như là có những mã cổ phiếu tiềm năng em sẽ gửi lên đây để anh chị theo dõi. Và mọi người cũng có thể giao lưu trao đổi với những anh chị nhà đầu tư khác và được hỗ trợ giải đáp câu hỏi trong phiên. Cách thức tham gia nhóm này thì hoàn toàn miễn phí, anh chị chỉ cần nhấn vào cái đường link em ghi ở dưới phần comment là được, hoặc có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại dưới phần mô tả nếu như có nhu cầu mở tài khoản VPS hoặc là cần hỗ trợ tư vấn kỹ hơn về mặt danh mục nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận lại thị trường qua phiên ngày hôm nay để đánh giá những cái lưu ý. Đặc biệt phiên hôm nay là một cái phiên mà có cái trạng thái chốt cuối ngày. Thì nhiều anh chị hỏi em rằng liệu có phải là một phiên phân phối hay không? Và thị trường mình như vậy là có xấu hay không? Thì mình sẽ cùng nhau đi qua phân tích để trả lời cho câu hỏi này nha. Mình thấy là VN-Index thực ra mở đầu năm mới vẫn khá là tích cực nha, khi mà chỉ số nó bật tăng sớm từ đầu ngày. Nó mở gap tăng và sau nó nới rộng đà tăng, nhưng bất ngờ khoảng sau 14 giờ thì gap được bán có phần gia tăng khiến chỉ số lùi về cái ngưỡng quanh tham chiếu và bật nhẹ vào ATC, đóng cửa tăng 3,97 điểm là khoảng 0,33% lên 1.202,05 điểm. Mặc dù hôm nay là một phiên đáo hạn phái sinh thì thông thường cái tâm lý chung sẽ thận trọng và ngại giao dịch, và thường những phiên đáo hạn phái sinh thì thanh khoản nó thấp, nhưng mà thanh khoản ngày hôm nay thì lại khá là cao tại vì chỉ số nó giao dịch sôi động từ đầu ngày. Một cái phiên khai xuân thì thông thường tâm lý chung nhà tư vẫn thích có xu hướng mua bán trở lại, tại vì cũng gọi là kìm hãm trong 7 ngày rồi, 7 ngày không được rờ vào bảng điện thì hôm nay cũng sẽ có phần sôi động hơn, thì nó khiến cho thanh khoản thị trường hôm nay tăng trở lại, tăng vượt trên trung bình. Giá trị trên sàn HOSE thì đạt đâu đó là khoảng hơn 19.300 tỷ. Thực ra thì một phiên đáo hạn phái sinh và một cái phiên gọi là sau Tết á, thì tâm lý chung thận trọng thì thanh khoản như thế này vẫn là thanh khoản cao nha anh chị. Và đà tăng phiên hôm nay á, nó lại tiếp tục phụ thuộc vào một nhóm ngành, đó chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Mặc dù hôm nay mình thấy ngân hàng ở đây tăng chỉ có 0.53%, nhưng thực tế cái nhóm ngành mà tác động đến kể cả chiều tăng và chiều giảm trong phiên ngày hôm nay nhiều nhất là nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhưng bắt đầu đã có cái sự phân hóa nó diễn ra. Thì đó là lý do vì sao mà ngân hàng chỉ tăng có 0.53%. Ở chiều tăng thì mình có một số cổ phiếu nằm trong top tác động tích cực như là Techcombank, như là MBBank, như là MSB, như là OCB, VBank. Thực ra thì nếu như chị nào mà có xem những cái video của em thì con MSB này em vừa đề cập luôn. Em đề cập là nhóm cổ phiếu ngân hàng thì những cái cổ phiếu như CTG, ACB thì chắc chắn là nói về điểm mua an toàn thì không có. Nhưng mà chúng ta nên nhìn sang những cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như MSB, khả năng rất cao nó cũng sẽ đi lên được và nó đã tích lũy lại một cái nhịp ngắn để hấp thụ quanh cản. Thì hôm nay MSB đã trần. Thì lời đầu tiên cũng xin chúc mừng những anh chị nào đã xem video và múc cổ phiếu MSB. Vì thực ra những cái video của em thì hoàn toàn miễn phí và chị chỉ cần dành ra một ít thời gian xem thì mình đều có lãi. Hoặc là OCB hôm nay cũng tăng rất là tốt. Thực ra OCB thì hôm qua trong video em có nói mọi người rằng là mình theo dõi, nếu như mà nó có trạng thái siết lại thì mình có thể cân nhắc. Và sáng ngày hôm nay em thấy tín hiệu dòng tiền của OCB khá là tốt nên em cũng đã cho khách hàng của em là bắt đầu tham gia đối với con OCB này. Em mua từ trước đó rồi, con này thì em mua trước đó là quanh đầu tháng 12, em mua con này là quanh tầm 13.8, 13.5, 13.8 và sáng hôm nay thì em tiếp tục gia tăng thêm một phần tại vì thấy tín hiệu dòng tiền khá là tốt. Còn mua mới thì mua 30% tỷ trọng. Thì đối với những anh chị khách hàng của em thì sẽ có cái nhóm tư vấn như thế này, khuyến nghị chi tiết trong phim. Thì hôm nay OCB cũng tăng rất là tốt. Còn ở chiều ngược lại thì mình có ACB. ACB bất ngờ bị bán tương đối vào ATC cùng với CTG là những cái cổ phiếu mà kìm hãm đà tăng của thị trường. Nhưng thực ra so với mức tăng giai đoạn vừa rồi thì cái nhịp điều chỉnh này nó rất là bình thường nha anh chị. Ngoài ra thì mình có một số nhóm ngành khác như là đầu tư công này, như là vật liệu xây dựng, như là bán buôn cũng ghi nhận một cái phiên tăng tương đối nhưng mà vẫn rất là phân hóa trong nội bộ nhóm ngành. Cái số mã tăng nó vẫn chiếm ưu thế hơn nhưng mà nó không có đồng loạt được. Một số cổ phiếu riêng lẻ mà tăng tốt có thể kể đến, ví dụ như Gil dòng bán lẻ nè. Ví dụ như là con CI dòng đầu tư công này. CI thì em có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong những cái video phân tích của em là cái trạng thái của nó là trạng thái hấp thụ biên trên.
nó giữ được nền trend, sau khi nó vượt 18 nó giữ được nền trend thì đó là một cái trạng thái cho thấy cái sức mạnh giá tốt. Và em có cho mọi người cân nhắc là gom qua 18 thì hiện tại kỳ vọng của CE sẽ tiến về lại quanh tầm giá là 20.5 trước nha. Đấy, thì còn ở chiều ngược lại thì hôm nay có một nhóm bị bán tương đối là nhóm khu công nghiệp, khởi đầu bắt nguồn là từ con SSE. SSE trong phiên thì bất ngờ nó có một cái lệnh sàn anh chị, đâu đó là khoảng vào phiên chiều. Đây, và phiên chiều thì SJC nó bất ngờ nó có một cái lệnh giá sàn và từ đó nó kích hoạt cái lực bán ở SJC nó riêng và cả dòng khu công nghiệp nói chung. Tại vì thực tế dòng khu công nghiệp và đặc biệt là SJC á thì đa phần nhà tôi đang có lãi rất là tốt, nên khi họ thấy những cái trạng thái như vậy thì chắc chắn sẽ có cái cảm thấy là bán MB ra rất là dễ, gọi là bán bằng mọi giá để giữ lãi á. Nó giống như con KBC, thực ra cái phiên ngày 22 tháng 1 của KBC á, nó bị bán cũng là do có cái lệnh sàn xuất hiện. Đấy, thì SJC phiên hôm nay tương tự. Thì với cái trạng thái phiên hôm nay của SJC, đầu tiên mình phải thừa nhận với nhau là có lực bán lớn nha. Có lực bán lớn, lực bán bất thường, nhưng mà anh chị cũng sẽ chưa cần quá lo đối với SJC. Thứ nhất là nó đang ở trong nhịp số 1. Đây, nó đang ở trong nhịp tăng số 1, thì hôm trước em có nói mọi người có thể canh SJC nếu như nó chỉnh về quanh 39x thì mình có thể mua, tại vì kiểu gì nó cũng sẽ quay về nó test lại đỉnh lần nữa. Và cái thứ hai thì mình phiên hôm nay có trạng thái rút chân thì mình hoàn toàn có thể theo dõi thêm 1-2 phiên tới. Nếu như nó vẫn neo được giá trên 41 thì xem như phiên hôm nay là một phiên rũ bỏ và phía sau thậm chí nó sẽ tăng lên rất là mạnh, nên mình sẽ cùng nhau theo dõi 1-2 phiên tới của SJC nha, nên cũng chưa cần quá lo đâu. Bán lẻ thì mình có MWG bị bán phiên hôm nay và nó tác động lên dòng, nhưng mà tổng thể lại thì ngoại trừ dòng khu công nghiệp ra thì các nhóm ngành khác thì cái lực bán nó cũng không có quá lớn đâu. Và có một yếu tố đặc biệt á, là phiên ngày hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh tháng 2. Thì cái nhịp bán vào khoảng sau 14 giờ á, thực tế nếu như anh chị nào có theo dõi á, thì cái xuất hiện là một phần tác động bởi nhóm cổ phiếu VIN30. Để cái nhịp bán mà từ 1207 mà bán về lại qua dưới 1200 á, thì thực ra cái nhóm mà tác động nhiều nhất là nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu VIN30. Thì nếu như anh chị để ý á, mình nhìn vào cái mức giá đóng cửa của phái sinh phiên ngày hôm nay thì mình thấy rất là rõ. Nó có chủ đích ép cái hợp đồng tháng này xuống. Hợp đồng tháng này đáo hạn là hợp đồng tháng 2 nè anh chị. VN30F2402. Đây, mình thấy rất là rõ là hợp đồng tháng 2 bị ép xuống. Trong khi cái hợp đồng tháng 3 là hợp đồng mà bắt đầu từ ngày mai mình giao dịch đó thì vẫn neo giá rất là tốt, 1126. Trong cái hợp đồng tháng này thì bị ép xuống là 1217. Cho thấy thì cái áp lực bán phiên ngày hôm nay, các lực mà đè cuối phiên á, thì một phần nó đến từ cái hoạt động squat, tức là nó đóng cái hợp đồng long tháng 2 bằng vị thế short. Anh chị hình dung nha, mình đang long thì mình muốn đóng long thì mình phải short. Đấy, thì cái áp lực mà đóng long của hợp đồng tháng này nó gây cái sức ép lên phái sinh. Anh chị nhìn phái sinh thì phiên hôm nay bị short vào cuối phiên rất là mạnh, short từ 1127 về lại qua 1217 luôn, tức là khoảng 10 điểm. Thì cái áp lực này chị để ý nè, khối ngoại hôm nay đây, khối ngoại phiên hôm nay thì nó short đâu đó là khoảng gần 6.000 hợp đồng. Xin lỗi, nó short đâu đó là khoảng 11.000 và long khoảng là 5.000. Tổng lại thì nó tổng lại là khoảng short 6.000. Và bên cạnh đó nó long hợp đồng tháng sau, nó long hợp đồng tháng 3 nè chị. Đấy, nó đóng hợp đồng long tháng này và nó long sang hợp đồng tháng sau. Có điều là để đóng hợp đồng tháng này thì nó phải dùng vị thế short, từ đó nó gây cái tác động lên phái sinh. Nó gây tác động lên phái sinh và VIN30 nói chung luôn. Tại vì ngày đáo hạn phái sinh thì điểm số phái sinh nó sẽ lấy theo trung bình 30 phút đóng cửa cuối giờ của VIN30. Nên nếu như mà tác động phái sinh mà không tác động lên VIN30 thì ngay lập tức nó gây ra một cái độ lệch giữa phái sinh và VIN30, mình gọi là basis đấy. Điểm số phái sinh trừ cho điểm số VIN30 gọi là basis. Thì vào ngày basis thì cái mức basis này, vào ngày đáo hạn phái sinh thì mức basis này phải đưa về giá trị cận không thì nó mới không có bị lỗ hay là lãi nhiều đối với cái vị thế của nó. Do đó thì nó có tác động đến VIN30 và từ đó nó gây cái sức ép lên thị trường mình vào thời điểm cuối ngày. Và tháng này nó có một cái khá là đặc biệt là do mình có một cái tuần nghỉ lễ, một cái tuần nghỉ Tết đó anh chị, nên họ cũng sẽ chưa giao dịch được nhiều các hợp đồng, nó sẽ chưa đóng được các cái hợp đồng trước đó. Thông thường thì nó có thể nó đóng rải rác trước đáo hạn, nhưng mà tháng này đặc biệt là vừa nghỉ lễ xong mình đáo hạn thì nó sẽ dẫn đến một cái lượng lớn là không có chốt được. Do đó thì nó sẽ dồn một cái vị thế tương đối vào phiên ngày hôm nay, từ đó nó gây ra cái biến động mạnh cuối ngày, biến động sọt cuối ngày này. Chứ còn nếu như nó đã chốt trước đó thì phiên ngày hôm nay nó sẽ không có tác động quá nhiều đâu. Và rõ ràng khi mình thấy là hợp đồng tháng 2 bị đè, trong khi hợp đồng tháng 3 không có biến động nhiều, thậm chí là hợp đồng tháng 3 tăng rất là tốt, 1226 so với VIN30 1217, tức là basis đang dương 9 điểm. Basis đang dương 9 điểm anh chị thì cho thấy là nó vẫn có kỳ vọng rằng thị trường mình nó sẽ tăng ở giai đoạn sau đó, nên khả năng phiên ngày mai thị trường mình có thể nó sẽ trả điểm.
Nó sẽ trả điểm thông qua cái việc là kéo VIN 30 lên để nó đưa cái mức basis này về là cái giá trị trên lệch không quá lớn. Có thể là đưa về 4,5 chẳng hạn. Đó, nên khả năng ngày mai có thể sẽ có cái hoạt động trả điểm nhẹ ha. Và cái nhịp giảm sau 14 giờ phiên ngày hôm nay nó tác động bởi phái sinh thì em đánh giá rằng một phần nó để phục vụ cho hoạt động đáo hạn. Nó squat quỹ thế long từ hợp đồng tháng này sang hợp đồng tháng sau. Nên cái nhịp bán này nó sẽ gọi là chưa có quá đáng lo ở giai đoạn hiện tại phiên ngày hôm nay. Một phần là do đáo hạn phái sinh ha. Đó là cái thứ nhất mình sẽ rút ra vào phiên ngày hôm nay. Thì mình thấy rất là rõ là nó đè tháng 2 nhưng mà nó giữ nguyên tháng 3, thậm chí nó kéo tháng 3 thì cho thấy vẫn có kỳ vọng thị trường mình ở giai đoạn này là tích cực. Và lúc nãy có đầu video có nói rằng nhiều chị hỏi em á là phiên ngày hôm nay có phải là một cái phiên phân phối hay không khi mà nó kéo trong phiên rồi sau đó đạt cuối ngày. Thứ nhất, em nói đi nói lại rất là nhiều lần với anh chị trong những cái video trước đó, hoặc là khi mà một cái nhóm ngành mà kéo trong phiên sau đó bị đạt, thì cái phiên phân phối thứ nhất nó phải là một phiên giảm điểm. Phiên phân phối phải là một cái phiên giảm điểm. Cái phiên mà cái lực cung nó áp đảo hoàn toàn so với lực cầu thì phiên ngày hôm nay bản chất thị trường mình vẫn là một phiên tăng. Một phiên tăng gần 4 điểm và đồ đồng thị trường thì mình có 321 mã tăng so với 153 mã giảm. Tức là cái lực cầu nó vẫn áp đảo so với lực cung ở phiên ngày hôm nay. Cái số mã tăng điểm nó vẫn áp đảo so với số mã giảm điểm. Thì rõ ràng phiên hôm nay không phải là một phiên phân phối. Đấy, không phải là phiên phân phối. Phiên phân phối phải là một cái phiên giảm điểm với áp lực cung áp đảo. Thì phiên hôm nay cầu vẫn chiếm ưu thế hơn so với cung. Nhưng mà có điều trong ngắn hạn, VIN đất của mình nó đang chạm về một cái vùng kháng cự tương đối mạnh là cái gap down mở ra vào phiên ngày 22 tháng 9 quanh 1200 đến tầm 1215 ấy, quanh đây. Thực ra cái gap down này là cái vùng cản mạnh mà em đã nhắc đi nhắc lại khá là nhiều lần. Khi mà thị trường mình bứt phá ra khỏi cái nền giá quanh 1080 đến tầm 1130 á, thì em mới nhấn mạnh mình có hai cái vùng cản mạnh thôi. Thứ nhất là cái gap down mở ra ngày mở ra qua 1145 đến 1155 và thứ hai là gap down qua 1200. Những cái gap down lý do vì sao nó là cản mạnh? Tại vì nó là cái nhịp giảm giá mang tính chất bỏ rơi. Những cái nhà đầu tư mà họ không bán kịp và có thể là họ chờ lớp gap họ bán thì họ sẽ bị bỏ rơi lại trên này. Do đó nó dẫn đến một cái lượng cung tương đối tích lũy là lượng cung kẹp hàng. Và khi thị trường mình phục hồi lên thì bên cạnh đó nó có cái lượng cung đến từ nhà đầu tư có lãi mua giá thấp. Nên những cái gap down luôn luôn là một cái vùng kháng cự mạnh hơn nhiều so với những cái vùng đỉnh. Đấy, và bên cạnh đó chị thấy á, là ở cái khung đồ thị một ngày này, thị trường mình RSI vượt 70 chạm về cái vùng quá mua, chị thấy không? Đây, RSI chạm về vùng quá mua. Và ở cái khung đồ thị 1 giờ luôn, cả khung ngày và khung giờ hiện tại thì RSI của mình đều đang ở cái ngưỡng quá mua. Do đó thì những cái nhịp rung lắc như thế này nó sẽ cần thiết để thị trường mình có thể điều hòa lại cung cầu. Tại vì sau giai đoạn hưng phấn, mà tăng điểm tương đối và hưng phấn á, thì bắt đầu nó sẽ cần những cái điểm nhịp nó cân bằng. Chị nên nhớ là cái gì quá thì nó cũng sẽ đều có thời gian nó cân đối trở lại. Đây, nên những cái nhịp rung lắc này được đánh giá rằng bình thường để thị trường mình nó có thể điều hòa lại cung cầu. Để bước vào vùng quá mua thì việc điều hòa lại là cần thiết và sẽ tác động tốt đến cái xu hướng tăng ở giai đoạn phía sau. Nhưng bên cạnh đó, em vẫn giữ một cái quan điểm là để thị trường mình có thể hấp thụ thành công cái gap này nè anh chị, có thể vượt gap này và duy trì đà tăng bền vững và có thể tiến xa hơn như là 1250, 1300, 1400 để có thể tạo ra một cái xu hướng tăng bền vững như vậy, thì cái nhịp vượt gap này một mình nhóm cổ phiếu ngân hàng không đủ. Điều này đã nói từ rất lâu rồi và phiên ngày hôm nay em vẫn sẽ giữ quan điểm đó. Có thể là mình sẽ tiếp tục đẩy một mình ngân hàng thì điểm số nó vẫn sẽ tăng được, nhưng mà nó sẽ bắt đầu tạo ra một cái mức chênh lệch lớn giữa ngân hàng và cái phần còn lại. Giữa ngân hàng so với chứng khoán, bất động sản, thép, midcap, nó sẽ tạo ra một cái độ lệch. Và cái độ lệch này nó càng nhiều về mặt định giá thì giai đoạn phía sau mình có muốn kéo các cái nhóm ngành như là bất động sản, như là chứng khoán, như là thép, như là midcap lên nó cũng sẽ rất là khó. Vì sao khó? Tại vì á, bây giờ ngân hàng nó tăng quá rồi thì nhà đầu tư cá nhân họ sẽ không mua được. Và họ sẽ có xu hướng là họ nhìn sang những nhóm ngành khác, nó đang ở nền, nó đang ở điểm mua thì họ sẽ tham gia mua vào với kỳ vọng rằng những nhóm này nó sẽ kéo lên. Thì khi mà lượng nhà đầu tư cá nhân đu bám càng nhiều, tức là cái việc mà kéo một mình ngân hàng trong khi các nhóm ngành khác đi ngang nó diễn ra càng lâu, thì dẫn đến nhà đầu tư cá nhân họ đu bám càng nhiều. Thì giai đoạn phía sau cho dù tiền nó chốt ra khỏi ngân hàng, tiền lớn nó chốt ra khỏi ngân hàng thì nó cũng sẽ không vào được những cái nhóm này. Tại vì nó vào chẳng khác nào nó tạo cơ hội cho những nhà đầu tư cá nhân mua giá thấp được chốt giá cao. Nó vào nó kéo lên thì những cái ông mua giá thấp ổng chốt vào đầu nó như thế nào? Đó,
Nên anh chị nên nhớ là tạo lập sẽ luôn luôn muốn nhỏ lẻ là mua cao và bán thấp. Nên khi mà nó cố ý nó tạo điểm mua rồi thì giai đoạn sau trước khi nó kéo thường nó cũng sẽ phải có một nhịp rũ thôi, chứ nó không có dạy gì nữa và nó kéo cho anh chị phải giá tốt chốt và chốt vào đầu nó. Đó. Và bên cạnh đó, khi mà ngân hàng nó càng kéo lên cao, nó càng cách biệt so với những nhóm ngành còn lại, thì nó dẫn đến cái lượng cung có lại đu bám ở nhóm ngân hàng nó sẽ ngày càng nhiều. Và khi cung đu bám có lại ngày càng nhiều thì giai đoạn phía sau nếu như có một cái biến động gì đó thì họ sẽ sẵn sàng bán ra bằng mọi giá, sẵn sàng bán ra bằng lệnh MB, thậm chí sẵn sàng bán ra bằng giá sàn để họ giữ lãi. Từ đó nó khiến cho nhịp kéo thị trường mình, nếu như chỉ dựa vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, nó sẽ rất dễ bull trap. Và tiền nếu như nó không luân chuyển được sang những nhóm ngành khác thì giai đoạn phía sau sẽ cái áp lực bán nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, và không còn nhóm nào đỡ thị trường ngoài ngân hàng, chỉ cần chỉnh ngân hàng thị trường mình nó sẽ rơi. Đó. Nên lý do vì sao em kỳ vọng rằng cần phải có sự lan tỏa dòng tiền, cần phải luân chuyển từ ngân hàng sang chứng khoán hoặc là sang bất động sản hoặc là sang thép để nó tạo cái độ lan tỏa, nó sẽ có cái nhóm ngành giữ chân dòng tiền và nó sẽ tạo được cái độ bền vững cho cái đà tăng. Thực tế thì ngoài ngân hàng và một số cổ phiếu riêng lẻ dòng khu công nghiệp, ví dụ có IDC đi, ví dụ có ESC đi, hay là dòng bất động sản có BDR đi, đấy, ngoài một số cổ phiếu riêng lẻ này thì phần lớn các cái nhóm ngành, phần lớn các cổ phiếu nó vẫn chưa thực sự bước vào một cái nhịp tăng khi mà nó vẫn nằm trong nền. Do đó thị trường mình vẫn sẽ cần một cái phiên có tính chất lan tỏa, một cái phiên bùng nổ, nhưng phải có tính chất lan tỏa nha, chứ không phải là bùng nổ về mặt điểm số không đâu. Ví dụ bùng nổ một cái phiên 20 điểm mà chỉ kéo ngân hàng thì nó cũng sẽ không tốt. Một cái phiên mà có thể chỉ tăng tầm 7-8 điểm cũng được, nhưng mà mình thấy được là tiền khi đó nó lan tỏa sang chứng khoán, lan tỏa sang thép, lan tỏa sang bất động sản, thì khi đó giai đoạn phía sau nó sẽ kích hoạt được cái dòng tiền bên ngoài tham gia vào, cũng như là nó thu hẹp cái mặt bằng định giá giữa các nhóm ngành, thì đà tăng của mình sẽ duy trì bền vững hơn. Cái đó vẫn là cái điều mình kỳ vọng từ giai đoạn trước đến giờ. Phiên ngày hôm nay thì có thép đầu ngày có cái trạng thái hút tiền, nhưng mà sau đó vẫn chưa được sự kéo lên được. Nhưng mà điểm cộng là ví dụ như Nam Kim, mình có kỳ vọng với nhau là Nam Kim nên chủ động bật về trên 24.5 càng sớm càng tốt, thì phiên hôm nay cũng là chủ động bật được rồi đó. Và quay trở lại thị trường mình thì như chúng ta đã nói rồi, trước mắt là mình bước vào vùng quá mua này, và mình chạm một cái cản mạnh thì cái việc chững lại là bình thường. Khả năng thì trong cái hạn nó sẽ chững lại quanh đây tầm vài phiên, có thể là 2-3 phiên, rồi mình sẽ xem cái lực bán từ cái nhóm tăng tốt trước đó là ngân hàng nó bán như thế nào, và dòng tiền nó có sự dịch chuyển hay không, thì nó sẽ rất quan trọng cho cái xu hướng tăng ở giai đoạn phía sau. Thì nếu lan tỏa được đà tăng sẽ rất tốt. Còn trong trường hợp chỉ kéo dựa vào ngân hàng trong khi các cái nhóm ngành khác đi ngang hoặc chỉnh thì áp lực bán giai đoạn phía sau nó sẽ mạnh hơn nhiều, và ngân hàng khi nó chỉnh sẽ không còn cái nhóm nào khác đỡ, và thị trường mình có thể sẽ có những nhịp rơi mạnh hơn. Về hỗ trợ thì hôm qua có nói rồi, sau khi mình vượt ra khỏi cái vùng đỉnh trước đó quanh tầm 1185 á, thì cái ngưỡng này ngay lập tức sẽ trở thành cái hỗ trợ ngắn hạn luôn. Đây, cái ngưỡng 1185, tại vì nếu như chỉ số sau khi vượt lên như vậy mà nó quay ngược về lại dưới 1185 á, thì xem như cái nhịp này là mang tính chất là kéo bull trap, một cái nhịp break thất bại, thì khả năng cao nó sẽ cần chỉnh xuống, và khi đó gần nhất là cái hỗ trợ quanh neckline, cũng như là quanh cái nền ngắn giai đoạn vừa rồi là quanh 1155 đến tầm 1160 nha. Đấy, nên đối với các vị thế lướt sóng chẳng hạn thì mình có thể chú ý cho em ở cái ngưỡng là 1185. Và phiên ngày hôm nay thì có khá là nhiều cổ phiếu bị tăng được trong phiên nhưng mà sau đó bị chốt ngược. Thì đối với những cái cổ phiếu mà bị chốt ngược trong phiên ngày hôm nay tạo cái đu nến trên á, thì anh chị cứ bình tĩnh thôi. Vì phiên hôm nay như em mới nói là cái áp lực bán cuối ngày một phần là do cái áp lực của đáo hạn phái sinh, cái tác động của đáo hạn phái sinh, nên mình ít nhất mình sẽ cần theo dõi thêm xem phiên ngày mai khi nó trả điểm thì những cái cổ phiếu này nó có chủ động bật lại hay không. Thì nếu như nó chủ động bật lại thì xem như chỉ là cái tác động của đáo hạn phái sinh thôi, cái tác động mang tính chất ngắn hạn và nó không ảnh hưởng đến xu hướng. Còn trong trường hợp mà nó vẫn ghìm giá, nó vẫn giao dịch ở giá thấp á, thì mình phải đánh giá kỹ, đặc biệt là ở cái phiên hấp thụ tiền hàng về. Nó giống như con Nam Long đi, cái phiên này nè, đấy, nó bị chốt ngược thì em có nói mọi người theo dõi kỹ số là Nam Long có duy trì được trên giá 39 hay không, hay nó quay ngược về lại dưới giá 38x. Thì nếu như nó dao động về dưới 38x đó, thì khả năng giai đoạn phía sau nó sẽ tiếp tục ép xuống về những vùng giá thấp hơn để nó ép cái lượng đu bám giá cao này phải ra hàng. Còn trong trường hợp nó vẫn neo giá thì nó sẽ duy trì được đà tăng tiếp theo. Ví dụ có MSB nè, để phiên này tiền vào nè, phiên ngày 17 tháng 1 tiền vào bị chốt ngược, nhưng mà giai đoạn phía sau nó nhanh chóng nó bật lại, nó giữ giá thì nó sẽ tăng tiếp được. Đấy, nên một phiên nó sẽ chưa thể nào làm thay đổi xu hướng nha. Anh chị nhớ cho em, một phiên không bao giờ làm thay đổi xu hướng, mà mình sẽ cần theo dõi ít nhất là tầm 2-3 phiên sau đó xem thì nó có cố ý tạo điểm mua giá thấp hay không. Còn thị trường Việt Nam mình thì nhìn chung em vẫn đánh giá 2024 là một năm tốt ha, một năm có khả quan cho thị trường chứng khoán mình. Vì xuyên suốt một năm vừa rồi thì Việt Nam mình duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng, thì tất nhiên mà
chính sách tiền tệ nới lỏng á, lãi suất thấp á, thì nó cũng sẽ không thể nào giúp cho những doanh nghiệp nó ngay lập tức nó phản ánh vào doanh thu lợi nhuận được đâu. Nó sẽ cần thời gian để thẩm thấu, đến 2024 bắt đầu nó sẽ thẩm thấu dần và nó giúp cho các doanh nghiệp có thể phục hồi trở lại, đặc biệt là cái nền năm 2023 vẫn rất là thấp nên mình sẽ có dư địa để tăng trưởng. Bên cạnh đó, như mình biết rồi, sau khi cái số liệu CPI của tháng 1 công bố á, thì bắt đầu các nhà giới đầu tư, các chuyên gia sẽ bắt đầu cho rằng, anh chị thấy không, cái tỷ lệ mà cho rằng tháng 3 và tháng 5 giữ nguyên lãi suất đã tăng lên rồi. Trước đó khi mà chưa có những cái số liệu á, thì thậm chí là họ sẽ cho rằng tháng 3 là Fed bắt đầu giảm lãi suất, nhưng bây giờ tỷ lệ chỉ còn có 10.5%, bắt đầu tăng lên là 89.5% cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5.25 đến 5.50. Rồi trước khi mà công bố CPI thì bắt đầu họ dịch chuyển sang họ kỳ vọng rằng tháng 5 sẽ giảm lãi suất, nhưng sau đó công bố thì bắt đầu tháng 5 họ kỳ vọng là giữ nguyên với mức là 59.6%, và bây giờ họ bắt đầu kỳ vọng rằng tháng 6 bắt đầu giảm lãi suất. Thực ra thì giảm lãi suất này nó vẫn sẽ là một cái câu chuyện tốt cho chứng khoán. Tất nhiên trong ngắn hạn nó delay như vậy, nó trễ như vậy á, thì nó cũng sẽ khiến cho những cái nhà đầu tư, những nhà đầu cơ á, họ sẽ có động thái bán ra. Bằng chứng là Fed sau khi mà công bố số liệu CPI á, thì chứng khoán Mỹ đã có một cái phiên giảm 500 điểm. Nhưng mà sau đó nó cũng dần dần nó cân bằng lại. Tại vì kiểu gì trong năm nay cũng sẽ giảm lãi suất thôi, và nó vẫn sẽ tốt cho chứng khoán. Thực tế thì khi mà Mỹ nó chưa giảm lãi suất, mình sẽ còn câu chuyện để kỳ vọng anh chị. Mình sẽ còn cái câu chuyện để kỳ vọng, và mình sẽ còn dư địa để thị trường mình nó phản ứng giai đoạn phía sau. Còn khi nó bắt đầu nó giảm rồi thì cái gì nó rồi thì dần dần sau đó nó cũng sẽ hết cái để kỳ vọng. Thì giống như câu chuyện nâng hạn ở Việt Nam mình, thì mình nôn nâng hạn, nhưng thực tế sau khi nâng hạn thì mình sẽ hết cái câu chuyện để kỳ vọng cho chứng khoán. Đấy, nên đánh giá thì 2024 vẫn là một cái năm khả quan ha, một cái năm khả quan. Và thực tế thì chứng khoán thế giới nó tăng khá là mạnh so với Việt Nam rồi, nó đã tách biệt so với Việt Nam rồi, nên những nhịp điều chỉnh mạnh của chứng khoán thế giới trong cái hạn thì em đánh giá rằng nó sẽ không thể nào ảnh hưởng đến xu hướng được. Điều này em đã đề cập rồi ha. Đây em có nói rằng chứng khoán thế giới và Việt Nam mình đã có sự tách biệt từ rất là lâu, nó không còn ảnh hưởng theo từng phiên. Thế giới đã tăng quá tốt rồi nên dù nó có điều chỉnh mạnh cũng sẽ không gây tác động lớn đến xu hướng Việt Nam. Đấy, nên mình vẫn ở cái nền thấp. Còn tất nhiên những cái biến động nhỏ theo tâm lý là mình không thể nào tránh khỏi được. Chủ yếu là mình quan tâm nó có tác động đến xu hướng hay không. Đó. Rồi, đó là về thị trường chung. Tiếp theo sẽ đi qua một số nhóm ngành quan trọng, một số cổ phiếu quan trọng để anh chị mình tìm được những cái mã tiềm năng, và mình cũng như là có được cái hướng xử lý cho danh mục ở giai đoạn hiện tại. Đầu tiên thì mình sẽ nói về nhóm cổ phiếu khu công nghiệp đi. Một cái nhóm mà hôm nay chịu áp lực bán thì chắc chắn nhiều nhà đầu tư cũng sẽ gọi là băn khoăn, xem có nghĩ là cái việc là có nên bán khu công nghiệp ra hay không, hay là một cái nhịp điều chỉnh ngắn thôi. Thứ nhất là em nói về con ESC nha, tại vì ESC hôm nay có cái lực bán bất thường trong phiên ở mức giá sàn. Thực tế thì đang giao dịch bình thường mà sàn á là không thể nào kêu là bình thường rồi. Không thể nào kêu là bình thường. Phiên hôm nay vẫn là một cái phiên bị bán volume lớn và có yếu tố bất thường đối với con ESC. Nhưng mà sau đó nó đã rút chân lên. Thì với cái phiên này anh chị sẽ chưa cần quá lo như lúc nãy em có nói á. Thứ nhất là con ESC nó đã vượt ra khỏi nền rồi, thì ngay lập tức trong ngắn hạn nó sẽ có một cái nền giá hỗ trợ rất tốt quanh tầm giá 38. Đây, 38 nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ rất tốt của con ESC. Và thứ hai thì khi nó đã kéo ở một cái xung lực tăng khỏe như vậy thì vẫn sẽ có rất là nhiều nhà tôi chưa tham gia kịp ESC, nên những cái đợt chốt xuống của nó thì nó sẽ kích hoạt được cái lực cầu đứng bên ngoài tham gia vào, từ đó giúp cho cổ phiếu quay về test lại đỉnh một lần nữa. Để nên nhịp giảm đầu tiên của ESC chưa cần quá lo, đặc biệt là những chị nào mà mua giá thấp. Và cái thứ hai thì sau một cái phiên rút chân như thế này, anh chị nhớ cái mấu chốt là gì không? Sau khi rút chân thì nó không nên bắt ngược về lại giá thấp để nó tạo điểm mua cho nhà đầu tư, đặc biệt là một cái phiên rút chân đi kèm volume lớn. Thì nếu như nó tiếp tục quay ngược về giá thấp thì xem như nó phủ nhận hoàn toàn cái lực cầu phiên ngày hôm nay. Và nếu như lực cầu phiên ngày hôm nay đến từ tiền lớn thì tiền lớn sẽ không bao giờ muốn tạo cơ hội cho nhỏ lẻ mua nữa. Đấy, nên nếu như phiên hôm nay cái mức giá rút chân ngày hôm nay bị phủ nhận thì xem như là không phải đến từ tiền lớn, và khi đó nó có thể là sẽ cần những nhịp điều chỉnh sâu hơn. Do đó thì sau phiên ngày hôm nay, quan điểm cá nhân của em là ESC nó không nên bắt ngược về lại mức giá dưới 41 nữa. Không nên quay về lại cái mức giá tầm 40.5 nữa. Không nên quay ngược về mức này. Thì nếu như mà nó tiếp tục rút chân lên như vậy mà nó là quay ngược về lại dưới tầm 40.5 á, thì khả năng rất cao nó sẽ cần một cái nhịp quét về lại quanh tầm giá 38. Tầm 37-38. Thì nếu như ví dụ mình thấy phiên ngày mai mà ESC tự nhiên quay về lại cái mức giá tầm quanh 40.5-41 á, thì mình có thể chủ động hạ ra bớt 1/2 để mình chờ khi nó quay về lại mức giá quanh 37-38 mình sẽ cover lại. Hoặc là mình đang canh mua thì mình cũng sẽ chờ được cái mức giá tốt hơn. Còn trong trường hợp mà nó vẫn neo giá tốt quanh 41 thì có thể xem như phiên ngày hôm nay là một phiên mà nó chất rũ bỏ, và khi đó nó sẽ tiếp diễn đà tăng như mình kỳ vọng là về tầm giá quanh 47-48 trên này. Đó là cái hướng mình sẽ theo dõi cho ESC nha.
Và do HSC nắm mang tính chất leader ở giai đoạn vừa rồi cho dòng khu công nghiệp, nên khi mà HSC nó có biến động thì nó cũng sẽ gây tác động đến những cái cổ phiếu khác. Bằng chứng là phiên ngày hôm nay khi mình thấy là HSC bị bán thì mình thấy là GVR cũng bị bán theo, mình thấy là VGC, mình thấy là IDC, rồi mình thấy là nhiều cổ phiếu khu công nghiệp khác bị bán theo. Thì mình sẽ nhìn vào HSC để mình đánh giá luôn cho cái dòng khu công nghiệp đoạn này nó có cần một cái đợt điều chỉnh hay không. Đối với con GVR thì hôm trước em nói rồi, nó đang đối diện một cái vùng cản tương đối mạnh là ở cái vùng giá quanh tầm 25x đến 26, nên ở cái vùng cận cản như vậy thì mình sẽ hạn chế cho vị thế mua. Nhưng mà con này thì nó đang ở trong nhịp số 1, đang ở nhịp tăng số 1, nên nếu như nó có những cái đợt điều chỉnh xuống á, thì mình sẽ nhìn nhận ở góc độ là cơ hội có thể gia tăng hoặc là mua mới cũng được. Thì đối với con GVR thì mình có thể theo dõi cho em cái vùng giá quanh tầm 24.3 nha, quanh cái gap này nè, đấy là cái vùng ngắn hạn chị có thể theo dõi. Nó có chỉnh thì mua, không chỉnh thôi vẫn cứ nắm hàng cho em. Tại vì cái vùng hiện tại là cái vùng khá là trong trên nên cũng sẽ không có hấp dẫn để mua đâu. Nắm thì vẫn nắm tốt nhưng mà để mua thì nó sẽ hơi trong trên cho anh chị một tí đấy. Nó cạn mới cạn mạnh mà. IDC thì hôm nay thậm chí vẫn tăng cho thấy là cái lực cầu giá cao rất quyết liệt nha anh chị. Mặc dù là cả dòng bị bán nhưng mà cổ phiếu vẫn neo giá được, thì đó là cái lực cầu rất quyết liệt. Và đặc biệt là nó đã vượt đỉnh rồi, nó đã vượt ra khỏi cái đỉnh 52 rồi. Thì đối với con IDC thì trước đó mình đã gom một phần quanh tầm giá là dưới 53. Đây con IDC này thì em đã cho khách hàng gom và em cũng đã khuyến nghị ở trên những cái video livestream em nói với mọi người đấy. Đây IDC thì em mới cho mua quanh 53x này. Thì đối với con IDC này á, thực ra đoạn này nếu như mà có những nhịp nhúng nhẹ về quanh tầm giá 55-55 á, mọi người vẫn mua thêm được nha. Mua thêm được, còn mua mới thì mua 30% tỷ trọng. Mua mới đoạn này thì anh chị hình dung nè, nó đang ở nhịp số 1. Nên ví dụ nó có bị chốt xuống đi nữa thì nó cũng sẽ còn một nhịp bật về test đỉnh. Thì mình mua mới với tỷ trọng tầm 20-30% á, thì giai đoạn phía sau nếu như nó có rung lắc xuống thì mình sẽ canh gia tăng được. Và mình biết được rằng cái nhịp này mình mua thăm dò là để mình có vị thế, chứ mình cũng sẽ chưa thể kỳ vọng nó sẽ tăng ngay được. Thậm chí mình sẽ nhìn nhận là nếu như nó chỉnh là cơ hội nha. Ai xác định trước cái tâm lý đó thì mua. Còn ai mà muốn mua và nó tăng liền ngay á, thì cũng sẽ khó. Vì đoạn này thực tế nó giá đã tăng từ nền lên là nó tăng đâu đó là khoảng tầm 9%. Nên cái việc mình không muốn chịu rung lắc mà mình chỉ muốn nó tăng là khó nha anh chị. Đấy, nên đối với con IDC là như vậy. IDC là một cái cổ phiếu đánh giá khá là cao trong dòng khu công nghiệp đấy. Một cái cổ phiếu mà có quỹ đất tương đối tốt nè. VGC thì quỹ đất top đầu khu vực phía Bắc, nhưng mà do một phần nó ảnh hưởng theo hệ sinh thái của GAC. Con này GAC nè, rồi VIX nè là chung cái hệ sinh thái của GAC đấy, nên nó cũng chịu cáp được bán ở đoạn vừa rồi tương đối. Thì đối với cổ phiếu VGC thì nhịp chú ý cho em, nó đã vượt ra khỏi cái trend line nè. Nó có cái trend giảm hình thành giai đoạn trước đó và nó vượt lên. Thì nhịp này xem như là quay về test lại. Có điều volume hôm nay hơi lớn nha. Volume hôm nay của con VGC là lớn đấy chứ không phải nhỏ đâu. Đây, volume hôm nay của con VGC là lớn nên mình sẽ theo dõi cho em. Trong 1-2 phiên tới thì VGC không nên chủ động quay về lại trên mức giá 53 thì sẽ tốt hơn. Sau cái nhịp test này, nó nên quay trở lại trên 53 và có thể giai đoạn phía sau nó còn một nhịp nữa. Tại vì volume hơi lớn thì có thể nó sẽ còn một nhịp nữa, nhưng mà nó nên chủ động bật lên càng sớm càng tốt. Tại vì quanh cái ngưỡng tầm 52-52 là hỗ trợ mạnh. Quanh đây là hỗ trợ mạnh nha, nên nó không nên neo giá quanh đây quá lâu đâu. Còn trong trường hợp mà nó neo giá quanh đây quá lâu thì có thể nó sẽ cần một nhịp quay về test lại cái đáy quanh tầm giá là 49-50, nên chị chú ý cho em. Thì nếu như 1-2 phiên tới nó chủ động bật lại thì tốt. Có thể phía sau nó sẽ còn vòng lại, nhưng mà cái nhịp đó mang tính chất test lại, và nếu như volume thấp thì nó sẽ lên luôn. Còn trong trường hợp mà nó về lại quanh tầm 52, 51, 52 mà đi ngang lâu á, thì nó sẽ mang tính chất là tại điểm mua giá rẻ, và nó có thể sẽ cần một cái nhịp rũ thêm về lại quanh tầm giá là 49-50. Nó giống cái đoạn này nè, về là hỗ trợ nhưng không bật được đi ngang thì nó sẽ rất dễ ép xuống tiếp một nhịp nữa, nên chú ý cho em. Và con VGC thực ra nếu như anh chị mà view gom và dòng khu công nghiệp em còn đánh giá cao trong năm nay nha. Thứ nhất là cái câu chuyện lãi suất của nó được giảm sau cái thông tư này. Rồi cái thứ hai là ngành này vẫn là một cái ngành mang tính chất tiềm năng và có cơ hội tăng trưởng. Mọi người xem những cái báo cáo tài chính của tụi này thì cái mục mà hàng tồn kho cũng như là các khoản người mua trả tiền trước thì nó vẫn tương đối dồi dào, nó sẽ tạo động lực tăng trưởng được trong 2024. Đối với con VGC ha, ví dụ nó có chỉnh về 50 thì em nghĩ nó vẫn sẽ gom tốt thôi. Có điều là trong ngắn hạn mình sẽ cân nhắc, nếu tỷ trọng mình đang lớn á thì khi nó lình xình lâu quanh đây thì mình chủ động mình đảo ra trước một phần để khi nó về đây mình có thể mua lại và không bị rơi vào cái thế bị động nha. Rồi còn KVC thì sẽ đang yếu hơn so với phần còn lại. Xuyên suốt đoạn rồi nó vẫn yếu hơn so với phần còn lại. Thì đối với dạng này nó vẫn nằm trong hai biên thôi, biên dưới biên trên nè. Thì con này ví dụ tầm giá quanh 30x vẫn là vùng mua nha, vẫn là vùng mua an toàn. Có điều tất nhiên so với sức mạnh của những cái cổ phiếu như IDC, như VGC thì nó sẽ yếu hơn, đó là điều phải chấp nhận. Con này đại hàng đu bám rất là nhiều. Và anh chị biết, anh chị chú ý cho em cái mấu chốt của con KBC đoạn này, đó chính là cái vùng tầm 31.5-32.
cái phim mà nó bị bán ngày 22 tháng 1 đấy, phim mà bị kích giá sàn trong phiên sau đó bật lại đấy, thì nếu như mà con KBC nó chủ động vượt về lại trên 32 thì xem như nó hấp thụ lại hoàn toàn cái cây bán này, và xem như cây bán này là một cây rũ bỏ, thì giai đoạn phía sau nó sẽ có thể là tăng lên 33, thậm chí là lên 35. Nên mình chỉ gia tăng khi nào? Chỉ gia tăng khi nó chủ động nó vượt về trên 32 thôi ha. Còn vùng này thì mình nên mua ở tỷ trọng mang tính chất là thăm dò. Rồi con BHR thì mọi người chủ động nâng cho em cái stop loss ngắn nó lên vùng giá tầm 51 nha, lên tầm 51 thôi. Con này thì đang hấp thụ quanh đỉnh, không có gì đặc biệt cả, không có gì xấu cả, thì vẫn nắm thôi. Vùng tiếp theo kỳ vọng của cổ phiếu này là quanh tầm 57-58, chứ phía hôm nay nó vẫn tăng nè, cho thấy là cái lực cầu giá cao vẫn áp đảo, cứ nắm thôi. Còn mua vùng này nó sẽ hơi gọi là lưng chừng nha, vì nó đang quanh đỉnh và nó cũng đã tăng tương đối rồi. Thì đó là dòng công nghiệp ha, chú ý cho em nhìn con SSC. Tiếp theo thì mình sẽ nói về dòng bất động sản, cũng là một cái dòng mọi người đáng quan tâm ở giai đoạn này. Nhưng mà dòng này nó sẽ có tính chất là phân hóa nha, không phải là cổ phiếu nào cũng tham gia được, không phải là cổ phiếu nào cũng xấu, nó sẽ có tính chất phân hóa trong dòng. Thì với cái dòng bất động sản thì hôm trước em đã nói mọi người chú ý cho em, nó có ba cái form. Một cái form thứ nhất á là cái form như thế này, cái form hướng lên, cái form mà nâng được đáy dần lên kiểu như này. Nó nâng đáy dần lên, nó nâng đỉnh dần lên, tức là nó theo cái form hướng lên. Nó vẫn có thể giằng co nhưng mà nó theo cái form hướng lên. Nó hướng lên. Thì dạng này thì có những cái cổ phiếu ví dụ như là con BDR, đoạn vừa rồi rất rõ, chị thấy không? Nó nâng đáy lên. Đáy sau cao hơn đáy trước, đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Và sau đó xong giai đoạn nó nén thì nó đã vượt ra khỏi được cái mức giá là tầm 29. Thực ra đây vẫn là một cái cổ phiếu nằm trong top khỏe nhất của dòng bất động sản nha. Tại vì nó chủ động nó vượt ra khỏi đỉnh trước. Còn lại nhiều cổ phiếu bất động sản khác vẫn nằm trong nền, thậm chí là đang nằm ở biên dưới. Nên BR vẫn là một cái cổ phiếu có tính chất leader và tính chất là khỏe trong dòng cổ phiếu bất động sản. Thì với cái form này có thể là con BR nó sẽ cần test lại quanh tầm giá 29-295 trong những cái phiên tới. Tại vì vốn bán hôm nay cũng lớn, mình sẽ theo dõi quá trình test đỉnh lại nha. Khi một cổ phiếu nó vượt đỉnh nó test lại đỉnh rất là cực kỳ bình thường, không có gì bất thường cả. Nhưng mà chú ý cho em, cái cây mà con BDR tiền vào á là cái cây ngày 2 tháng 2, cái cây mà tính chất là Prax, thì cái mốc giá thấp nhất của cây này không nên bị phủ nhận. Thì nếu như nó phủ nhận là cái mốc giá thấp nhất của cây này thì xem như đây là một cây bull trap, một cây Prax thất bại. Thì khi đó nó sẽ có những nhịp rũ xuống để nó ép cái lượng đu giá ga trên này phải cắt lỗ ra, khi đó có thể nó sẽ quay về lại tầm giá quanh 26 cũng được. Nên chú ý cho em, mốc chặn lại trong ngắn hạn, mốc stop loss trong ngắn hạn của cổ phiếu này đâu đó là quanh tầm giá 28.3 ha. Và có thể một hai phiên tới nó sẽ quay về test quanh 29-295. Nếu như volume thấp thì mình vẫn có thể canh nhặt thêm được, vì bản chất đây vẫn là một cái cổ phiếu khỏe trong dòng bất động sản. Nếu mình chọn, mình sẽ nên chọn những cái con này hơn là chọn những cái con ở cái biên dưới. Đấy là con BDR ha. Con này là cái con mà đã có dòng tiền vào rồi nha, con này đã có dòng tiền lớn vào rồi, thực tế là như vậy. Và bản chất là nó sẽ mang chất leader luôn, dòng bất động sản mà lên thì em nghĩ những cái dạng này sẽ lên đầu tiên. Đại hạn là như con Nam Long cũng là cái dạng mà sau khi nó vượt ra khỏi cái nền đi ngang, nó cũng đang gọi là siết tầm cái nền trên. Đây chị thấy không, nó tạo nền trên, nó không có hiện tượng bắt về lại giá thấp nữa mà nó tạo nền trên, thậm chí là những cái phiên gần đây nó cũng tạo được đáy sau cao hơn đáy trước nè. Đây nó vẫn tạo được đáy sau cao hơn đáy trước. Thì đây là những cái form mình sẽ nên dành cái sự ưu tiên hơn trong dòng cổ phiếu bất động sản ha. Thực tế con này quanh 39 thì em nghĩ vẫn sẽ mua được thôi. Mình chờ khi nào mà nó confirm là cái nến này. Nó confirm là cái cây nến ngày 2 tháng 2, cái cây bị chốt ngược á, khi mà nó chủ động nó vượt về lại trên 41 thì xem như là nó xác nhận bước vào nhịp tăng luôn, và nó có thể về lại quanh tầm 45 ở giai đoạn này. Và đối với con Nam Long, thực ra em vẫn đánh giá thứ nhất là về kỹ thuật không nói, và cái thứ hai là về cơ bản, về FA á, thì đây vẫn là một cái cổ phiếu bất động sản được đánh giá là mạnh, có chất lượng dự án tốt, có cái cơ cấu tài chính tốt. Và anh chị nên nhớ cái hôm em phân tích về cái việc luật đất đai sửa đổi thông qua á, thì những cái cổ phiếu mà thực sự là có dự án tốt, có cái cơ cấu tài chính là mạnh thì nó mới thực sự nó hưởng lợi. Tại vì cái thông tư đó nó được thông qua là nó nhằm mục đích là sẽ giúp cho những cái pháp giúp cho những cái vướng mắc trong pháp lý được giải quyết, và những doanh nghiệp có thể sẽ sớm hoạt động, xoay dòng tiền trở lại được và xây dự án, bán dự án. Còn đối với những cái vấn đề mà gặp khó, những cái sai phạm trong quá khứ, thì không phải là cái luật thông qua là để gọi là cho các cái sai phạm đó được hợp thức hóa, không phải như vậy. Sai phạm vẫn sẽ là sai phạm, có điều là những cái nào vướng mắc thì nó sẽ bắt đầu là được gỡ bỏ để giúp cho các cái dự án nó sẽ dễ dàng được khơi thông hơn. Nên thực ra những cái ông nào mà thực sự làm ăn thì ông mới có lợi, chứ không phải là ông nào cũng có lợi cả. Đấy, nên Nam Long vẫn được em đánh giá cao về trung và dài hạn luôn, đặc biệt là theo cái kỳ vọng bất động sản phục hồi trong năm nay. Rồi dạng như DG cũng là một dạng khỏe này, DG cũng là một dạng khỏe, chị thấy không, nó nâng đáy lên, cái form nó rõ ràng là một cái form hướng lên. Đấy, thì những cái dạng này mình sẽ được ưu tiên hơn khi mà chọn cho dòng bất động sản. BRK nó thiếu là một cái phiên kích hoạt tiền vào để vượt 28,
đại ca nó thiếu là một cái phiên kích hoạt tiền vào, nên thực ra vùng này mọi người vẫn có thể lấy vị thế được. Nhưng mà chờ khi nào nó xác nhận nó vượt 28.5 trên này, nó lấp lại hàng toàn cái gap này và nó phủ nhận ở cái phiên bị chốt ngược ngày 2 tháng 2 thì khi đó mình mới gia tăng. Còn phần vùng này thì mình có thể gom thoải mái. Đó là cái form thứ nhất, là cái form mà tạo đáy nâng dần lên. Cái form thứ hai là cái form yếu hơn một tí, nó không có tạo được đáy nâng dần lên nhưng mà nó vẫn giữ nền, được nền ngang. Đây, ví dụ form kia là một cái form hướng lên đúng không? Form hướng lên. Còn cái form này là một cái form đi ngang nhưng mà nó vẫn giữ được nền. Nó vẫn giữ được một cái thế của nó. Ví dụ DSG. Đây là một cái form hơi yếu, ví dụ so với DG, so với BDR rõ ràng là con DSG nó yếu hơn, nhưng mà nó vẫn giữ được cái form, cái thế đi ngang của nó. Tức là mình vẫn bán biên, mình giao dịch được. Mua biên dưới, bán biên trên. Anh chị nhớ cái câu thần chú giai đoạn vừa rồi không? Mua biên dưới, bán biên trên. Và mình đã được rất nhiều thành quả đầu tư cho cái việc đó. Ví dụ đạn Cà Mau đi, mặc dù đạn vừa rồi yếu nhưng mà chị chỉ cần theo chiến lược là mua biên dưới, mua 130x thì khi nó về lại 134 rõ ràng mình vẫn có được 10% lợi nhuận đấy. Hoặc là nhiều cổ phiếu khác giai đoạn trước đó, ví dụ như dòng thép, thực ra vẫn là cái chiến lược mua biên dưới bán biên trên thôi. Để khi mà Nam Kim nó về lại quanh tầm 22-23 thì mua, Hoa Sen khi nó về lại quanh tầm giá là 21x thì mua đấy, vẫn có lãi. Thì hiện tại DSG mình vẫn sẽ theo cái form này, là nhưng mà có điều là trước mắt dư địa kỳ vọng nó sẽ quanh 20 chứ chưa thể nhiều hơn được, tại vì nó chưa thoát ra khỏi được cái vùng nền. Những cái ông như BDR, những cái ông như DG, những cái ông như Nam Long là ông đã thoát ra khỏi được nền và ông đang bám biên trên. Thì một khi ông vượt được biên trên thì ông sẽ có được những cái dư địa tăng là những cái đỉnh trước, những cái vùng xa hơn. Thậm chí như BDR thì nó vượt ra rồi thì nó sẽ khá là trống cung trên. Nó sẽ rất là trống cung trên cho đến khi mà nó chạm về lại cái vùng giá trước đó mà nó rơi, ví dụ như tầm vùng giá là 36 đổ lên đấy. Đấy, còn những cái ông như DSG thì ông vẫn sẽ tăng được, nhưng mà ông còn một cái cản là biên trên quanh tầm giá 20. Đấy, mình sẽ kỳ vọng nó về là quanh 20 trước chứ mình sẽ chưa thể kỳ vọng nó nhiều hơn được. Đấy. À, lúc nãy mà cái form hướng lên mình có thêm con IDC, IJC nha. Em bị sót con này. IJC cũng là một cái form mà hướng lên được nè. Cái form hướng lên và sau khi nó vượt ra trên 15 nó vẫn neo giá được. Thì hôm trước em nói rồi, IJC nếu như mà nó giữ được trên 15 và nó xếp biên lại thì mình có thể cân nhắc tham gia được. Đấy. Rồi, còn cái form đi ngang thì mình có DSG nè. Rồi mình có một số cổ phiếu khác như là con KDH này, cũng là cái form đi ngang nha. Cũng là cái form đi ngang đấy chị. Đây đi ngang nè, nó có cái biên độ hết. Biên độ con này hơi lớn, đâu đó là quanh tầm giá là 29 cho đến tầm vùng giá là 33. Thực tế thì mình vẫn kỳ vọng nó về lại quanh tầm giá 33 được thì lấy vị thế ha. Rồi. Còn một cái form mà yếu hơn là cái form mà còn form đi ngang mình có con năm Novaland nữa, em bị sót con này cũng là một cái form đi ngang nha. Đây Novaland thì nó cũng là một cái form đi ngang với biên dưới là quanh tầm giá là 16x và biên trên là quanh tầm giá là 18.85. Đấy, tất nhiên nếu như mà anh chị nên nhớ cái form đi ngang á, cái form mà tạo biên hai biên á, thì em có nói mọi người cái cách mà chọn điểm mua á, là vẽ cho em một đường trung bình ra và ưu tiên mua nửa biên dưới thôi ha, không mua nửa biên trên. Nửa biên dưới, ví dụ con Novaland này đạn rồi điểm mua nó là quanh tầm 17 độ xuống. Còn khi mà nó vượt về lại trên 17.5 thì điểm mua nó sẽ gọi là lưng chừng. Mình có thể ưu tiên khi nó chạm về lại quanh đây và nó tạo được cái nền trên chẳng hạn. Nó nâng cái nền lên thì đó mình mua. Ví dụ nó giữ được giá trên 17.5 và nó sideway qua 17.5 đến 18 thì mình sẽ mua. Đấy, cái dạng mà bắt đầu nó đã vượt về lại trên nửa biên trên rồi thì mình sẽ ưu tiên khi nó có tín hiệu tích lũy. Còn cái dạng như DSG thì nó vẫn đang ở biên dưới thì mình vẫn mua được. Đấy. Còn ông KDH thì sao, nó mua được. Anh chị thấy không? Nó cũng đang tích lũy trở lại. Rồi, cái dạng mà yếu hơn là dạng mà hướng xuống. Dạng này em sẽ không chọn. Dạng này mình sẽ chưa chọn. Cho đến khi nào nó chủ động, nó có một trạng thái tiền vàng nó bật lên thì mình sẽ tham gia. Còn mình tham gia sớm quá thì mình sẽ bị giữ vốn, mình sẽ bị chôn vốn. Nếu như tiền vào bất động sản thì nó cũng sẽ vào những cái form kia trước thôi. Còn những form này nó sẽ khó thu hút được tiền. Ví dụ con HTC, em sẽ không chọn bạn này. Khi nào nó chủ động nó lấp lại cái gap này anh chị. Khi nào nó chủ động nó lấp lại cái gap này nè, cái gap quanh tầm giá 4532 thì mình sẽ tham gia sau. CO thì nó đỡ hơn một tí nhưng mà nó cũng đang hướng xuống rồi. Có thể nó sẽ cần một nhịp rũ. Ví dụ con CO nó cần một nhịp rũ về lại quanh tầm giá 20 chẳng hạn thì khi đó mình mua được. Tại vì nó sẽ cần có một nhịp rũ nền, nó rũ ra cái lượng cung đeo bám đạn vừa rồi thì nó mới lên được. Đấy ha, nên cái dạng mà hướng xuống này mình có thể chờ một cái nhịp rũ hoặc là mình chờ nó chủ động nó bật về lại nền thì mình sẽ cân nhắc sau. Còn mình vào sớm quá thì nó sẽ khiến cho anh chị bị chôn vốn đấy. Rồi, đấy, cái mà em nói là về lại biên trên tích lũy, ví dụ con C nè, đấy khi nó chủ động nó quay về biên trên và nó giữ giá được thì phía sau nó cũng sẽ tăng tiếp thôi. Nên mình sẽ chờ giai đoạn mà nếu như nó đang lưng chừng ở nửa biên trên nửa biên dưới rồi á thì mình sẽ chờ cái trạng thái nó tích lũy ngắn hạn lại mình sẽ tham gia. Rồi, đó là dòng cổ phiếu bất động sản. Dòng thép thì hôm nay chủ động, có cầu chủ động từ đầu ngày. Nói chung là trạng thái Nam Kim bật về lại trên 24.5 là em đánh giá cao nha. Cái điều là cái lượng cung ở quanh tầm giá 25 vẫn lớn, tại vì trước đó nó có tạo cái nền ngắn quanh đây này thì sẽ có cái lượng cung để bán quanh đây. Mình có nói với nhau rất là nhiều lần rồi,
cái vùng 25 của con nam kim á, là một cái vùng rất là quan trọng. Một khi nó vượt được thì nó sẽ rất là trống cung trên, nó hoàn toàn có thể về tầm giá 30, 35 chẳng hạn. Nên một cái vùng quan trọng thì đâu thể nào mà hấp thụ dễ được đâu anh chị. Nó sẽ dùng dằn, nó sẽ lình xình để nó rủ ra được nhà đầu tư. Nên đối với em, cái view á mà gom nắm giữ cổ phiếu nam kim thì vẫn cứ giữ thôi, không vấn đề gì. Cái view mà nắm giữ đầu tư trung và dài hạn, tại vì dòng thép em đánh giá năm nay vẫn là một cái năm triển vọng. Khi mà các cái nhu cầu kinh tế hồi phục, khi mà cái nhu cầu bất động sản hồi phục, mà khi mà nền kinh tế hồi phục, khi mà hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động gọi là trôi chạy trở lại á, thì những cái mặt hàng hàng hóa nó cũng sẽ lên giá thôi. Cái điều trong ngắn hạn là dòng thép đang chịu ảnh hưởng khi mà giá thép nó đau. Giá thép đang có nhịp giảm thì tất nhiên nó sẽ dẫn đến cái lượng tiền đầu cơ ngắn hạn bán ra. Nhưng mà rõ ràng thì nhóm này vẫn đang có trạng thái hấp thụ tốt. Nên đối với cái view á mà nắm giữ trung và dài hạn thì em vẫn giữ quan điểm là nắm. Nhưng mà em có nói là những cái view ngắn hạn á, ai mà đánh lướt thì chú cho em. Nếu như mà là con nam kim đã lình xình lâu dưới 24.5 á, nó tại điểm mua giá thấp á, thì nó sẽ cần một cái nhịp sủ về lại đâu đó là quanh tầm giá 23, thì mình có thể đảo ra bớt để khi nó về quanh 22.5, 23 mình mua. Nhưng mà trạng thái hôm nay của nam kim thì em đánh giá là ổn nha, có thể nó sẽ quay về quanh 25, nó chưa lên được ngay đâu, nó lình xình quanh đây. Nhưng mà khi đó nó sẽ tạo được cái form hướng lên, nó sẽ đẹp hơn. Rồi con Hai Sen thì giai đoạn này rõ ràng là khỏe hơn nam kim. Hai Sen hôm nay có thời điểm tăng rất là tốt, cái mức giá cao nhất Hai Sen chạm về được phiên ngày hôm nay á là em nhớ đâu đó là 23.9 thì phải. Đây cái mức giá cao nhất mà con Hai Sen chạm về hôm nay là 23.9 đấy. Cái điều sau nó bị chốt ngược, nhưng mà volume này thì không có quá đáng lo ha, chốt theo thị trường thôi, volume không có vượt quá trung bình. Đối với con nam kim là 25, còn đối với con Hai Sen là quanh tầm giá là 24. Đây là những cái vùng quan trọng. Một khi mà con Hai Sen mà đã vượt được vùng 24 này, chị thấy không, từ 24 đổ lên tầm 28-30 trên này thì rất là trống cung. Nên những cái form này của thép là form khỏe nha, form khỏe. Ai mà đã mua giá thấp thì cứ yên tâm nắm giữ. Thực ra em vẫn kỳ vọng là tiền sau khi ngân hàng dịch chuyển thì thép vẫn là một cái ứng cử viên tiềm năng, chứng khoán cũng là một cái ứng cử viên tiềm năng, bất động sản thì nó sẽ phân hóa hơn một tí đấy. Nên đối với con Hai Sen thì mọi người cứ nắm thôi. Rồi còn mua thì dạng này, một là khi nó vượt lên 24, nó xác nhận vượt 24, còn không thì mình sẽ gom giá thấp đâu đó là quanh dưới 23. Hòa Phát thì nó cũng nằm trong cái band của nó vẫn bán được khá là tốt nè, nằm trong cái biên độ của nó, cái kênh này chạm bên dưới bậc, chạm bên dưới bậc, thì trước mắt Hòa Phát có thể nó sẽ quay về lại quanh tầm giá 29-95. Đây sẽ là vùng cung dài. Mình sẽ xem thử là trạng thái nó hấp thụ được hay không. Nếu như mà nó vẫn fail, nó bị bán mạnh thì nó sẽ dao động trong kênh này. Còn trong trường hợp mà nó về quanh đây, có thể nó sẽ tích lũy ngắn kèm volume thấp á, thì khả năng đó là dấu hiệu cho thấy là nhịp này nó sẽ vượt được luôn. Nói chung thép thì view em là view gom vẫn nắm được. Còn ai đánh ngắn hạn thì mình nên tìm những cái điểm mua nó tốt một tí. Mình ưu tiên cho những nhịp rung lắc á, thì mình sẽ có được cái mức lợi nhuận nó tốt hơn. Còn đối với dòng chứng khoán thì câu chuyện chính của 2024 vẫn là KRX và ngân hàng thôi. Dòng này thì tạm thời chưa có gì mới cả, nó vẫn mang tính chất là chưa hút được tiền. Nhưng mà chú ý cho em nha, thực ra cái dòng này nó chưa chạy được nhưng mà giữ giá tốt. Và bên cạnh đó anh chị để ý đi, cái danh mục tự doanh của chứng khoán toàn là ngân hàng thôi. Nên rõ ràng ngân hàng chạy thì chứng khoán thực ra nó vẫn có lợi nha. Cái điều trong cái hàng, cái dòng này chưa kích hoạt được tiền thôi. SSI thì cái trạng thái hấp thụ nó quanh cái gap này vẫn rất tốt nha. Sau khi nó vượt gap nó giữ giá này thì mình vẫn kỳ vọng nó về quanh 36x. Nó hơi chậm thôi nhưng mà khỏe. VCI thì đang đụng gap rồi. Đối với ai đánh ngắn thì VCI vùng giá quanh tầm 46x47 thì chốt bớt một phần cũng được, vì đây là cản mạnh. Và cái stop loss ngắn của con VCI á, mình có thể nâng lên cho em ở cái gap up mở ra vào phiên ngày 2 tháng 2 quanh tầm giá là 43.5 nha. Đây sẽ là cái hỗ trợ quan trọng. Thực ra con này đang ở nhịp 1 thôi, nên cho dù nó có bị chốt xuống thì em nghĩ nó cũng sẽ còn có nhịp bật lại. MBS cũng là một cái cổ phiếu đánh giá cao trong dòng chứng nè, đang hấp thụ khá là tốt đấy. Nói chung là cái dạng này thì cho dù nó có bị chỉnh xuống nó không gãy ngang đâu. Vì con này mà nó chỉnh xuống về tầm 25x đó, 25x26 được ra nó vẫn sẽ bật lại. Ai canh thì canh vùng đó. Còn tất nhiên giá hiện tại thì nó đã xa điểm mua của em báo quá rồi. Dòng chứng thì mọi người nắm đi, không vấn đề gì đâu. Còn nếu nó có chỉnh tầm 3-4-5% thì vẫn canh mua được. Đối với những cái con mà đang ở nhịp 1, ví dụ con FTS chẳng hạn, nó chỉnh về tầm 47 mua được. BSI nè, BSI thì có điều nó giữ nền hơi lâu rồi, nên em nghĩ là cái nhịp rũ của nó cũng sẽ không thể nào mà nhẹ nhàng đâu. Nếu nó rủ xuống có thể sẽ rủ về lại tầm giá quanh 49-50 luôn. Nhưng vùng đó là vùng mình canh mua. HCM nè, HCM chung là view HCM mà nó có chỉnh về lại quanh tầm giá là 26, đó là góc nhìn cơ hội ha. Rồi, đó là về dòng chứng khoán. Dòng ngân hàng thì hôm qua em có khuyến nghị mọi người con MSB rồi. MSB thì hôm nay tăng trần, một cái volume rất là chất lượng nha. Cái volume lớn nhất ở đoạn từ cái giai đoạn mà tháng 7 2023 đến giờ thì đây là cái volume mà lớn nhất. Thậm chí nó còn cao hơn cây này nha. Cây volume này là một cái volume dạng kỷ lục của con MSB để cho thấy tiền vào rất mạnh. Thì thường nha, sau những cây volume này chưa chắc là nó sẽ chạy.
có thể nó sẽ dùng dàn lại 1-2 phiên, thì nó khiến cho nhà tôi lo ngại rằng liệu rằng có phải là bull trap hay không. Đặc biệt là con MSB này nó đã chạm được một cái vùng gọi là nhạy cảm, là cái vùng đỉnh trước đó của nó, cũng như là cái gap down. Mà theo em thì chỉ cần con MSB mà nó không quay ngược về lại dưới mức giá tầm 14 năm thì những cái nhịp rung lắc đó mang tính chất là hấp thụ thôi, và nó sẽ vượt được. Nhìn cái form của Techcombank, nhìn cái form của VIP thì mình thấy là khả năng rất cao con MSB nó sẽ vượt được. Và nếu nhịp này nó vượt được thì cái vùng kháng cự tiếp theo mà con MSB nó hướng về thì đâu đó là quanh tầm 16x-17 nha. Quanh tầm 16x-17, nên anh chị đã mua theo khuyến nghị hay là anh chị đã gom hàng từ trước đó thì cứ nắm đi. Đối với cổ phiếu ngân hàng nha, những cái con mà đang trong cái form ở nhịp tăng số 1 thì anh chị cũng sẽ chưa cần chốt vội đâu. Vì tiền đứng bên ngoài chờ mua còn nhiều lắm, nếu như nó có bị chốt xuống thì ít nhất nó phải tạo hai đỉnh thì nó mới gãy. Nên dạng như là MSB, dạng như là Techcombank, dạng như là VIP, chị cứ nắm đi, chị cứ nắm đi. Và ví dụ nó có rung lắc tầm 5-7% từ đỉnh thì mình có thể gom thêm. Còn nói dạng này mà bây giờ hỏi điểm mua nó sẽ hơi khó nha. Hôm qua thì em nói mọi người là MSB, OCB hay là TB Bank còn điểm mua. Thì sau phiên ngày hôm nay thực ra là TB Bank vẫn còn điểm mua. Hôm trước TB Bank về lại quanh tầm 17 năm, ai mua thì quá tốt. Sau phiên ngày hôm nay thì vẫn còn, thì bản chất nó chưa vượt được cái gap này. Nó chưa vượt được cái gap 19. Có thể là 1-2 phiên tới nó sẽ rung lắc về lại tầm giá quanh 18 năm. Thì mình vẫn mua được. Và chỉ xác nhận gia tăng khi nào mà nó vượt về lại trên tầm 19.2 ha. Nó phủ nhận lại phiên ngày hôm nay. Hay là TB Bank thì vẫn đang nằm trong cái vùng an toàn nè. Nói chung là TB Bank chưa tăng được bao nhiêu cả. Cái lượng cung kẹp hàng phía trên nó khá là nhiều sau cái câu chuyện của MEC, nhưng mà em nghĩ là cái lực này thì tiền cũng sẽ vào thôi, và nó có thể về lại được trên tầm giá là 21 năm. Em nghĩ là vì ban điểm này thì điểm an toàn. STB cũng được, STB cũng được này, STB thì form này cũng đẹp đấy, khả năng ít nhất sẽ về được tầm giá là quanh 33. EB thì sẽ yếu hơn. EB thì do cái lượng kẹp hàng của câu chuyện cổ phiếu quỹ, nhưng mà nhìn chung là đang ở biên dưới nè, đang ở biên dưới thì điểm này không nên bán, quanh tầm 18 không nên bán, khả năng sẽ quay về lại tầm giá quanh 19-20 được. Rồi một số cổ phiếu midcap khác, ví dụ con Dabaco thì hôm nay có phiên rung lắc nè. Chị để cho em Dabaco sẽ theo dõi phiên ngày mai nha, lượng hàng này về nếu như mà nó vẫn neo được trên 28, có thể là tích lũy ngắn mà neo được trên 28, volume thấp dần á, thì đó là tín hiệu cho thấy là khả năng sẽ chạy tiếp. Nói chung con này cứ nắm chưa vấn đề gì, và gia tăng thì mình nên chờ tín hiệu nó hấp thụ cái lượng hàng này đã, tại vì vùng này vẫn là cái vùng nhạy cảm. Cái vùng mà quanh đỉnh trước là vùng nhạy cảm ha, ít nhất phải xem hấp thụ phiên ngày mai hàng về đã. Rồi dòng thủy sản hôm trước có nói là con VHC này, VHC thì kỳ vọng về tầm 70 vẫn còn mua được. SM cũng ổn nè, SM này mua được, kỳ vọng quanh tầm 11.5. Rồi dòng dệt may hôm nay chạy rồi, ghiu chạy khá là tốt ha, ghiu chạy khá là tốt, thì nhịp này khả năng ghiu về được trend này luôn, quanh tầm giá 34. Hôm trước có test nhẹ là cái gap này, đó là điểm mua, còn giờ nó qua điểm mua rồi. Ví dụ trong dòng dệt may thì dạng như VGT cá nhân em sẽ không ưu tiên, mà em sẽ ưu tiên những con như TNG hoặc là MSH hơn nha. Anh chị nào chọn thì mình nên chọn cái form hướng lên ở đoạn này. Đạm Cà Mau hôm nay rung lắc, hôm nay hấp thụ hàng, ngày mai hấp thụ hàng T về, nếu như nó có những nhịp test nhẹ về quanh 33 thì thực tế mọi người vẫn có thể canh tham gia được. Đầu tư công thì hôm nay tăng tốt, hôm nay đầu tư công tăng tốt, C tăng rồi ha. KSB cũng tăng được, KSB bây giờ mua khả năng phải kẹp cái việc nhận quyền, nên ai view ngắn có thể sẽ không cân nhắc tham gia. Còn ai mà view muốn gom nhận quyền thì em nghĩ vẫn sẽ gom nhận quyền được thôi. Có một con em muốn mọi người chú ý là vẫn còn điểm mua là con VCG. VCG đang gặp cái cản quanh 25, nhưng mà trạng hấp thụ này là tốt nha, mình có thể lấy vị thế được. HV thì đoạn trước khi nó về là quanh tầm 15 năm em nói mua rồi, hôm nay bật lên, chưa dứt khoát đâu. Con này thì gia tăng ngay nào, gia tăng khi nó chủ động nó vượt về trên 16 năm đã, còn giá này thì cứ nắm đi. Rồi ha, đấy là một số chia sẻ của em về thị trường qua phiên ngày hôm nay, như là đánh giá về một số nhóm ngành quan trọng để anh chị mình tìm được những cái điểm mua phù hợp. Mọi người thấy video hữu ích thì tặng cho em một like, đăng ký kênh, subscribe kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích thị trường nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn đồng hành cùng kênh. Chúc cả nhà có một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.